tập, nhưng mà cho thì các bạn chịu khó làm chứ sao lại quăng đó. Năm chín phẩy không hai kilo newton trên mét đúng không các bạn? Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta mới tìm cái chuyển vị không? Đúng không? Bữa trước chúng ta đã nói rồi. Cái B B phẩy nó xuống đây thì có phải là nó đi như thế này không? Và cái H này không? Delta L chính là cái gì đây? L chính là B phẩy H không? Chính là bằng B phẩy H đó. Nha. Còn BB phẩy góc này là bao nhiêu độ? Bữa trước tính chưa? Bữa trước nói chưa? Góc này bằng góc nào đây? Góc này bằng 60 độ, về nhà có chứng minh được không? Vô thi lộn 60 30 rồi không biết đâu nha. Coi góc có cạnh tương ứng vuông góc, còn không chứng minh góc này bằng 30 độ. Có rõ không này? Có hiểu không các bạn? Rồi. Như vậy là BB phẩy nó bằng cái gì đây? B phẩy H chia cho gì? Sin 60 độ không? Tìm sin á, tìm sin 60 có phải là tìm sin lấy đối trên huyền không? Lấy B phẩy H chia BB phẩy không? Như vậy BB phẩy bằng B phẩy H chia sin 60 độ không? Bằng delta LBC chia sin 60 độ không? Mà delta LBC thì bằng NBC không? Nhân LBC không? Chia cho ABC không? Có phải không? NBC hồi nãy tính rồi, 29,02 kN, LBC là tính là 200. Lúc này lại dùng cm, ơ là 20.000. ABC là pi nhân 4 bình phương chia cho 4 nhân sin 60 độ căn 3 trên 2, à sin 60 độ căn 3 trên 2. Ok. Đơn vị là cm. Xong chưa? Xong chưa? Kịp không các bạn? Kịp không? À 29,02 là quy thôi phải không? Quên. Xin lỗi các bạn. Căn 3 quy chia 2 chứ. Rồi, cái này là QL nha. Nhớ cái Q là ký nô Newton trên mét, cho nên thầy nhân 2 là mấy? Thầy sai, thầy sai, thầy ghi lộn, thầy nhìn lộn. Căn 3 tại sao cũng là cái số 2 đó mà khi thì là 2, khi thì là 200 các bạn? Cũng là cái L mà khi là số 2, khi là số 200, có hiểu không? Tại cái quy đăng ký luôn kilo newton trên mét, mình nhân với mét để nó thành kilo newton, còn đằng sau là mình để cm, có hiểu không? Cẩn thận nha, không mà rô thi mà sai đơn vị là tiêu á. Thôi được rồi, bài này dễ, về nhà mấy ông phải làm cho đúng, bài này thì đơn giản quá, không có gì khó. Rồi nhớ nhớ cái chiếu cái phương nha. Ừ đúng rồi, xin lỗi, NBC là chia cho mấy nữa? Lộn 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 lộn, 200 chia mấy? Cái này mới là L. Rồi rồi rồi, đấy các bạn thấy nhiều khi ẩu một cái là sai. Góc này 60 độ.
Chính xác. L chia cho sin 60 độ nha. L chia căn 3 trên 2 các bạn. Sửa lại. LBC. Nhiều khi cái hình ở dưới này thầy không để ý được cái hình là lộn liền. Kỹ nha. L chia căn 3 trên 2 chia sin 60 độ đó các bạn. Hiểu không các bạn? Ok, cẩn thận. Nhiều khi thầy làm các bạn phải để ý mấy cái đó nha. Nhiều khi rồi thầy không thấy cái hình là thầy đưa vô ẩu một cái là sai á nhé. Khi làm bài các bạn cố gắng là lúc nào cái hình nó cũng nằm trước mặt nha các bạn. Đừng có để cái hình nó bị che đi rồi nhiều khi rồi không thấy. Xong chưa? Rồi thôi, hôm nay chúng ta qua chương 4. Nhanh không kịp thời gian. Chương 4. Rồi. Trạng thái ứng suất. Rồi, hồi bữa trước á, thầy nói với các bạn là tại một điểm có bao nhiêu mặt đi qua? Tại một điểm trong vật thể có bao nhiêu mặt đi qua? Còn bộ số mặt, mặt cách thay đổi thì ứng suất làm sao đây? Mặt cách thay đổi thì ứng suất làm sao? Mặt cách mà thay đổi thì ứng suất sẽ thay đổi phải không? Tuy nhiên chúng ta đầu tiên để giải bài toán thì chúng ta đưa ra mấy mặt cách đây? Đưa ra mấy mặt cách tương ứng với mấy trục đây? Để giải bài toán thì phải đưa ra mấy mặt cách tương ứng với mấy trục? Ba mặt cách tương ứng với ba trục X, Y, Z không? Phải không? X, Y, Z. Rồi, chúng ta đưa ra ba mặt tương ứng với ba trục X, Y, Z. Phải không? Ứng suất trên cái này là gì đây các bạn? Nhớ tên không? Nhớ tên thằng này không? Thằng này là gì? Nhanh. Không có N. Thằng này là sigma x. Thằng này là gì đây? Thằng này là gì? Ứng suất tiếp gì? Ký hiệu là gì? Tô gì đây? Tô x y. Thằng này là tô x gì đây? Tô x gì? Tô x z còn nhớ không các bạn? Hay là cứ học ứng suất mà chẳng hiểu ứng suất là cái lực tác dụng ở đâu đi? Sigma này sigma gì? Sigma gì đây? Sigma y. Tô này là tô gì đây? Tô y gì đây? Tô x. Tô này là tô y gì đây? Tô y z. Sigma z. Tô z x. À tô z y. Còn cái này là tô z. Z x. Ok chưa? Có phải là đây là ba mặt vuông góc với ba trục không?
ứng suất của cái ba cái mặt vuông góc với ba trục không các bạn? Có phải ứng suất của ba trục vuông góc với ba mặt không? Ứng suất trên ba cái mặt đó. Rồi bây giờ nếu như mà cái trục này nó xoay đi không còn là x y z nữa, không còn là x y z nữa, tức là ba cái mặt nó khác đi, x phẩy, y phẩy và z phẩy. Vậy thì ứng suất nó có còn là sigma x sigma y nữa không? Bây giờ thầy tìm ứng suất trên ba cái mặt vuông góc với lại mấy cái trục x phẩy, y phẩy, z phẩy. Ứng suất nó có khác đi không các bạn? Ứng suất bây giờ nó có khác đi không? Bạn nào hỏi thì bật mic lên, không hỏi nữa thì tắt mic đi. Bạn nào hỏi thì bật mic lên, không hỏi nữa thì tắt mic đi. Bạn nào hỏi thì giơ tay lên, bật mic lên hỏi thầy, còn không hỏi tắt mic lên để nó đừng có rè. Bây giờ nếu mà ứng suất nó sẽ thay đổi khi x phẩy, y phẩy, z phẩy nằm trên cái mặt vuông góc với trục x phẩy, y phẩy, z phẩy không? Bây giờ thầy không lấy trên mặt x, y, z nữa mà lại thầy lấy cái mặt ứng suất trên ba cái mặt x phẩy, y phẩy, z phẩy tạo với lại cái hệ trục x, y, z xoay đi thì nó có còn là sigma x, sigma y, sigma z, tôi y, tôi z, tôi z nữa không? Bây giờ nó khác đi phải không các bạn? Hồi nãy thì cái tensor ứng suất là gì? Hồi nãy thì cái tensor ứng suất là gì? Là sigma x, tôi y x, tôi z x, tôi x y, sigma y, tôi z y, tôi x z, tôi y z và sigma z. Còn bây giờ nó sẽ xoay đi không? Nó thay đổi đi không? Là sigma x phải không? Tôi y phải x phải không? Tôi z phải x phải không? Nó thay đổi đi phải không các bạn? Rồi, thì bây giờ thế này này các bạn, một cái trục thì nó được đặc trưng bởi cái vector đơn vị của nó không? Một cái vector, một cái trục thì được đặc trưng bởi cái vector của nó phải không các bạn? L1 M1 N1 không? Trục y phải là L2 M2 N2, trục z phải là L3 M3 N3. Khi thầy xoay cái trục đi thì cái ứng suất nó sẽ thay đổi, tức là cái mặt nó thay đổi thì tương ứng với lại cái trục x phải không?
Nếu mà cái hệ trục nó thay đổi đi thì ứng suất nó có thay đổi không các bạn? Ứng suất trên mặt nó cũng thay đổi và ứng suất tương ứng với cả cái hệ trục đó cũng thay đổi không? Phải không? Đúng không? Các bạn có biết L tính làm sao không? Biết L tính làm sao không? L là cái gì? L1 là chính là cái gì các bạn? L là cái gì? Cái vector á, cái L chính là cốt của tạo bởi hai cái trục á. Các bạn muốn biết L là cái gì á thì bây giờ này, trục X này, trục Y này, trục Z này. L1 á chính là cốt tạo bởi trục X' và trục X. M1 á là cốt tạo bởi trục X' và trục Y. N1 là cốt tạo bởi trục X' và trục Z. Tương tự cho L2, N2, N2, N3, 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 các bạn hiểu chưa? Hiểu cái vector đơn vị chưa? Ví dụ cái bài toán phẳng cho nó dễ đi. Trục X, trục Y. Bây giờ trục X phải đây, trục này góc này 30 độ thì cái trục này có vector đơn vị là gì biết không? Trục X phải có vector đơn vị là gì biết không? Để xác định trục X phải, trục X phải có giá trị sao? Khi mà thầy thay xoay một cái trục đi á, thì nó phải cái trục đó được thể hiện bằng bằng cái vector đơn vị của nó là cái vector không? Ví dụ như cái trục X phải này làm sao định vị nó trong không gian? Hai chiều cho nó dễ đi. Vậy thì vector của nó là bao nhiêu biết không? Đơn vị nha, nó chỉ cần định cái giấy thôi. Có hiểu không các bạn? Bao nhiêu? X phải bao nhiêu? Ủa sao thầy gọi điện thoại không được? Xong chưa? Bao nhiêu các bạn? Ủa mấy này không tính được cái này ta? Chết. Cái này là cốt của 30 độ. Cốt của trục X phải với X không? Với lại cốt của mấy chục độ. Thì hồi nãy thầy đã định nghĩa rồi. Trong không gian hai chiều thì nó dễ rồi. Có phải là cốt của X phải với X với lại cốt của X phải với Y không? Có phải không? Cốt của 30 độ là mấy? Căn 3 trên 2 không? 1 phần 2 không? Không ai mà nói cái trục X phẩy nào đó hết. Người ta muốn nói đến trục X phẩy, người ta sẽ ghi trục X phẩy mở ngoặc ra căn 3 trên 2 và 1 phần 2 là thầy định vị được cái trục X phẩy chưa? Trong phẳng thì các bạn khỏi để cái số 0 sau cùng cũng được nha.
còn không thì để số 0 cũng được, còn không thì đừng có để. Hiểu không các bạn? Các bạn khác có hiểu không? Khi thầy nói một cái mặt phẳng, ví dụ như bây giờ cái bài toán này, ok, cái này 30 độ. Bây giờ thầy nói cái mặt cách này, thì cái mặt cách này nó phải tương ứng với cái trục U này không? Ví dụ gì? Thầy đang tìm ứng suất trên cái mặt này đi, cái mặt phiên này không? Tương ứng với không ghi trục x phẩy nữa, mặt trục này đi. Thì bây giờ cái trục U này nó được xác định bằng cái gì các bạn? Nó phải xác định thông qua cái pháp vector của nó. Các bạn phải hiểu cái này chứ, không là tiêu á. Khi thầy vẽ như vậy thì cái mặt mà thầy tìm ứng suất có phải là cái mặt vuông góc với trục x phải không? Các bạn phải định vị cái trục x phải cho thầy, căn 3/2 1/2, hiểu cái LMN chưa? Hiểu LMN chưa? Nó nhiều khi rồi mình cứ học vector cho cố mà đến khi mà để cho cái trục không biết sao định vị nó nữa. Khi thầy được còn trục x thì có tọa độ sao biết không? Cái này không biết nữa là đập chết á. Nhanh. Trục x tọa độ bao nhiêu? Hả? Trục x bao nhiêu các bạn? Trục x bao nhiêu? Chết mấy anh này rồi. 1-0. Trục y bao nhiêu? Hiểu chưa? Hiểu chưa các bạn? Định vị một cái trục, tức là định vị bằng vector của nó. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Được chưa? Không ai mà nói cái trục nha, cái trục nào đó đâu nha. Trục là nói, thầy nói là trục x phải căn 3/2 1/2. Các bạn vẽ được không? Các bạn dựng được hai cái tọa độ căn 3/2 và 1/2 để nối lại không? Hiểu các bạn? Hiểu chưa? Đấy, chứ nhiều khi là chúng ta học rồi. Bây giờ như vậy á, là khi mà thầy chuyển từ cái trục x y z qua cái trục x phẩy y phẩy z phẩy thì thầy sẽ có mấy cái con số L1, L2, L3, M1, M2, M3, N1, N2, N3, hiểu không? Rồi bây giờ thầy đưa cho các bạn công thức tính ứng suất trên cái hệ trục mới luôn. Khỏi cần phải chứng minh, nó dài dòng toán học lắm, các bạn không cần chứng minh. Tóm lại, mục đích của cái chương này là thầy đưa cho các bạn cái công thức để tìm ứng suất trên một hệ trục mới. Nói vậy hiểu không? Hai La Mã. Công thức xoay trục của ứng suất. Rồi bây giờ thầy xoay cái trục đi không? Cái hệ trục của nó ban đầu là x y z, bây giờ thầy xoay thành x phải y phải z phải không? Hay là trong mặt phẳng thầy xoay từ x y qua x phải y phải không? Thì bây giờ nhiệm vụ của thầy là phải tìm cho được sigma x phải, sigma y phải, sigma z phải, tôi x phải, y phải, tôi z phải, x phải, tôi y phải, z phải không? Hiểu các bạn? Hiểu cái mục này thầy đang làm gì không? Được chưa? Bây giờ cái hệ trục x y z, bây giờ thầy xoay thành trục x phải, y phải, z phải thì ứng suất nó thay đổi không? Nó sẽ thay đổi và nó phụ thuộc vào mấy cái LMN không? Có phụ thuộc vào LMN không? Hiểu chưa? Rồi ghi công thức vô các bạn. Ghi dùng thầy công thức. Rồi các bạn đừng có, không cần chứng minh, ghi công thức cho thầy thôi. Rồi ghi dùng. Ghi công thức này vô dùng thầy nha. Ghi dùm thầy cái công thức vô đây các bạn. Rồi, đây là cái công thức. Ghi dùm thầy cái. Ừ.
Các bạn chờ thầy chút, thầy chuyển qua cái kia nhưng mà nó cũng khó chép. Rồi các bạn chép dùng thầy cái công thức này đây. Chép vô dùng thầy, hơi dài chút nhưng mà chép vô dùm thầy. Thật ra thì nghe này, công thức này các bạn chép rồi biết được trên đời nó có nó thôi, chứ các bạn không dùng để thi không có cái gì nhức đầu đâu nhé. Bữa trước thầy nói với các bạn là khi hệ trục thay đổi thì ứng suất thay đổi, chúng ta sẽ có công thức để tính ứng suất trên hệ trục mới. Hôm nay thầy đưa công thức cho các bạn, ok chưa? Các bạn chép vô để biết trên đời có cái công thức này, khi nào áp dụng thầy sẽ nói rõ, còn bây giờ các bạn chỉ cần biết có nó thôi, chép vô rồi để đó, không thuộc không cần học thuộc, thi cũng chẳng thi, cho nên yên tâm cứ chép vô cho thầy nha. Nhưng chứng minh thì nó hơi dài dòng toán học, nhức đầu các bạn thầy không chứng minh, các bạn chỉ cần chiếu lên thôi chứ chẳng khó gì đâu các bạn. Không thì các bạn chụp hình lại, chụp màn hình lại rồi chép sau cũng được. Chép xong chưa? Chép, chỉ cần chép hai công thức là các bạn tổng quát khóa ra mấy công thức còn lại thôi các bạn. Mỗi công thức cho thằng sigma x phẩy với lại tôi x phẩy y phẩy còn tương tự cho tổng quát khóa thôi. Các bạn chẳng cần chép hết. Rồi, có chuyển qua được phần khác không các bạn? Mặc dù không thi nhưng mà các bạn cũng chép vô để các bạn nhớ giùm thầy nhé. Khi các bạn chép các bạn sẽ thấy nó gồm những thông số nào. Rõ ràng các bạn chỉ cần sigma x, sigma y, sigma z, tôi x, y, tôi z và tôi z. Và khi các bạn xoay trục là các bạn sẽ có
tọa độ của mấy cái trục không? L1, M1, N1 là các bạn sẽ tìm được cái ứng suất trên hệ trục mới liền. Các bạn có hiểu ý thầy nói không? Cái này nó không có trong sách giáo khoa. Công thức này thầy đưa nó một cách tổng quát, còn sách giáo khoa nó chỉ áp dụng cho bài toán phẳng. Rồi, xong chưa? Chép xong chưa? Có ai chưa xong không? Chưa xong chụp hình lại. Chụp xong thì cũng phải chép vô vở nha. Chép vô vở đàng hoàng nha các bạn. Chứ thầy không muốn các bạn những cái gì thầy đưa ra là nó có cần thiết hết á, trong cái luồng kiến thức của mình hết á. Các bạn nhớ dùm thầy. Bữa trước thầy đã nói rồi, khi hệ trục thay đổi thì ứng suất sẽ thay đổi, và chúng ta có công thức để tìm ứng suất trên cái hệ trục mới. Đây chính là cái công thức đó. Như vậy muốn tìm ứng suất thì đầu tiên các bạn cứ đưa vào một cái hệ trục đã, rồi sau đó các bạn sẽ tìm được ứng suất nhân trên hệ trục khác. Rồi xong chưa? Rồi bây giờ công thức xoay trục xong ha. Bây giờ nếu các bạn xét bài toán phẳng, xét bài toán phẳng, các bạn không? Xét bài toán phẳng. Rồi. Rồi, ví dụ như đây là cái trục x và trục y. Bây giờ thầy cần tìm ứng suất trên cái trục u. Thầy không ký hiệu x phẩy y phẩy nữa, mà đối với bài toán phẳng thầy ký hiệu chữ u và v cho nó dễ, cho nó giống trong sách. UV thì có phải thầy đang tìm cái ứng suất trên cái mặt này không? Ứng suất trên cái trục u chính là ứng suất trên cái mặt này không? Phải không các bạn? Cái mặt đó là tương ứng với trục u không? Thì có phải sigma u và tô v như vậy không? Trục u này có cái, nếu mà thầy gọi cái góc này là alpha, thầy tính từ trục x xoay đến cái trục u một góc alpha, vậy thì trục u này l bằng mấy các bạn? L là cos alpha không? Và cái góc còn lại là 90 độ trừ alpha, tức là sin alpha không? Cos alpha và sin alpha không? M là sin alpha không? Vậy thì các bạn áp dụng cái đó thì các bạn sẽ được cái sigma u luôn. Áp dụng cho cái bài toán tổng quát qua bài toán này, các bạn được sigma u luôn. Sigma x cộng sigma y chia cho 2 cộng. Bài toán phẳng thì chỉ còn mấy ứng suất các bạn? Bài toán phẳng thì chỉ còn lại mấy ứng suất? Sigma x, tô y x, tô x y và sigma y, chỉ còn 4 ứng suất không? 3 cũng được, 3 tức là mình đồng nhất x y và y x á. Bạn nói 3 cũng đúng nha. Thì cái sigma u nó sẽ bằng sigma x. Sigma u có phải là ứng suất tương ứng với trục u không? Hoặc là trên cái mặt phẳng mà vuông góc với trục u không? Chúng ta đã nói rồi, ứng suất trên mặt, trên mặt thì cái mặt đó vuông góc với trục u, hoặc là chúng ta nói ứng suất tương ứng với trục u. Thì sigma u, sigma x cộng sigma y chia 2 cộng sigma x trừ sigma y trên cho 2. Nhân với lại cos của 2 alpha cộng tô x y, đơn giản cái công thức lại, giờ nó chỉ phụ thuộc vào alpha thôi. Còn tô uv thì nó bằng xích trừ sigma x trừ sigma y trên cho 2 nhân sin 2 alpha cộng tô x y
nhân cos alpha ghi công thức này đây. Chương này các bạn không cần học bài gì hết, các bạn hiểu cái ý nghĩa của mỗi mục thầy đưa ra thôi nhé, các bạn không cần thuộc bài gì hết, không thuộc nha các bạn. Các bạn hiểu được ý nghĩa thầy đưa ra. Bây giờ này thầy hỏi các bạn này. Bữa trước thầy cho cái thanh kéo nén đúng tâm. Ok, chịu cái lực P. Vậy thì ứng suất trong cái thanh này sigma bằng mấy? Ứng suất trong cái thanh này là sigma bằng mấy các bạn? Chỉ có một thành phần thôi, sigma bằng cái gì? Ok, bằng B trên A. Nghĩa là tại một cái điểm này này, thầy cắt hai cái mặt cắt ra thì cái này chính là sigma. Còn cái tô của ứng suất của cái bài toán kéo nén đúng tâm nó bằng mấy rồi? Bữa trước mình nói trong 6 thành phần ứng suất chỉ có mấy ứng suất? Trong 6 thành phần ứng suất chỉ có một ứng suất sigma thôi không? Nghĩa là cái tô sigma này á, nếu mà áp dụng cái trục này là xy, bây giờ không áp dụng trục z nữa, áp dụng cho nó giống bên này, trục này là trục x, trục này là trục y, thì cái bài toán kéo nén á sigma x bằng gì? Bài toán kéo nén sigma x bằng gì các bạn? Không dùng trục z nữa, cho nó trong mặt phẳng này đi, xy đi, thì sigma x chính là gì? Thầy dùng cái trục z bây giờ là trục x á, thì sigma x chính là bằng gì? Bằng b trên a bằng sigma không? Bằng sigma luôn, ghi chữ sigma đi. Còn sigma y ứng suất trên cái mặt này bằng mấy đây? Hai mặt đó có không? Tô cũng bằng mấy các bạn? Tô nó cũng bằng mấy? Tô nó bằng không hết không? Có phải không? Nhưng các bạn đừng có vẽ vô, không có thì đừng có vẽ vô, chứ không nhất thiết phải vẽ vô chứ nhớ nhức đầu. Tóm lại không có thì đừng có vẽ nha. Chỉ có sigma này thôi, có nghĩa là chỉ có sigma. Ok không? Sigma y bằng không, tôi x y bằng tôi x bằng không. Nhưng mà cái này mình đang nói trong cái mặt phẳng là vuông góc với lại trục thanh, phải không các bạn? Phải không? Cái hệ trục này không? Bây giờ thầy đố các bạn này, bây giờ thầy không tính trong cái hệ trục đó nữa. Bây giờ nếu thầy lấy góc này 45 độ thì đố các bạn ứng suất này nó có còn giống vậy nữa không? Có còn giống không? Các bạn nghĩ coi. Còn giống không? Hồi nãy các bạn nói thanh kéo nén đúng tâm chỉ có mấy ứng suất các bạn? Các bạn nói thanh kéo nén đúng tâm chỉ có mấy ứng suất? Một là các bạn đang nói trong cái hệ trục XYZ tương ứng với cái trục thanh á. Còn bây giờ các bạn tính được không? Tính được ứng suất này không? Tính được cái sigma U này không? Và tô UV này không? Tính được không? Có công thức chưa? Áp dụng đi. Sigma U bằng cái gì các bạn? Sigma X chính là mấy? Sigma X chính là sigma không? Phải không? Áp dụng công thức đi để coi trong cái hệ trục này nó sẽ thay đổi. Có phải là sigma không? Cộng 0 không? Chia cho 2 không? Cộng sigma trừ 0 chia cho 2 nhân cos của 45 nhân 2 không?
cộng với lại tô là không không, nhân sin của 45 nhân cho 2 không, như vậy nó có phải bằng sigma trên 2 không? Còn tô v thì bằng trừ của sigma trừ 0 chia 2 không, nhân sin 45 độ nhân 2 không, cộng 0 nhân cos 45 độ không, nhân 2 không, và nó bằng trừ sigma trên 2 không? Như vậy các bạn thấy trên mặt mà xin đi nó vừa có ứng xuất phát vừa có ứng xuất tiếp không? Các bạn có thấy ý nghĩa của, hiểu được ý nghĩa thầy đang muốn nói không? Các bạn đã học kéo nén đúng tâm chưa? Học bài toán thành kéo nén đúng tâm chưa? Bữa trước chúng ta nói chỉ có một ứng xuất là nói trên cái hệ trục vuông góc với trục thanh nha. Còn bây giờ các bạn thấy trên cái mặt mà không vuông góc với trục thanh nó có đến mấy ứng xuất các bạn? Có đến 2 không? Như vậy mặt cách thay đổi thì ứng xuất thay đổi, các bạn đã thấy được chưa? Đã thấy được mặt cách thay đổi thì ứng xuất thay đổi chưa? Đã thấy được mặt cách thay đổi thì ứng xuất thay đổi chưa? Rồi các bạn chỉ hiểu ý nghĩa vậy thôi. Rõ ràng bữa trước mình nói mặt cách thay đổi thì ứng xuất thay đổi, vậy thay đổi làm sao? Hôm nay mình có công thức chưa? Hôm nay mình có công thức chưa các bạn? Có chưa? Hiểu chưa? Cho cái mặt có nghĩa là cho cái góc này không? Góc này đang 45 độ nha. Góc alpha đó, áp dụng góc alpha 45 độ đó. Tính từ trục x nha, góc alpha là tính từ trục x đến cái trục u nha các bạn. Xong chưa? Xong chưa? Hiểu được không? Hiểu được không các bạn? Hiểu được không? Xong chưa? Rồi. Cái phần này chẳng qua là thầy đưa cho các bạn công thức thôi. Được không? Công thức hồi nãy là bài toán tổng quát, còn công thức phía dưới là bài toán phẳng. Bài toán phẳng thì nhìn nó đơn giản hơn. Vậy thôi. Như vậy khi các bạn nói đến là ứng xuất của thanh kéo nén đúng tâm chỉ có một thành phần là các bạn đang nói đến là cái mặt vuông góc với trục thanh nha, chứ còn không là nó không đúng nha. CND là các bạn thấy nó khác không? Có hiểu được cái mục này thầy đang muốn nói cái gì chưa? Nhiều khi cái công thức nó dài quá các bạn đau đầu. Rồi quên công thức đi, biết trên đời này có cái công thức đó, công thức đó có trong vở là được rồi. Để xác định cái ứng xuất trên mặt nghiêng, chúng ta đã có công thức. Bữa trước thầy nói thì hôm nay thầy đưa cho các bạn. Vậy thôi, không có gì nhức đầu. Công thức này chứng minh toán học không khó, nhưng mà nó rối cái mắt của các bạn, cho nên thầy không chứng minh. Rồi xong. Được không? Ba la mã ứng xuất chính. Khi mặt cách thay đổi thì sao các bạn? Khi mặt cách thay đổi thì ứng xuất cũng sao? Ứng xuất cũng thay đổi không? Ok, công thức hồi nãy đó. Rồi. Sẽ có những mặt cách. Sẽ có những mặt cách. Tên đó ứng xuất pháp cực trị. Còn ứng xuất tiếp bằng không. Ứng xuất pháp cực trị thì bao giờ nó cũng đi đôi với ứng xuất tiếp bằng không. Người ta chứng minh được rằng ứng xuất tiếp bằng không, các mặt đó gọi là mặt chính. Ứng xuất pháp trên mặt đó gọi là ứng xuất chính. Và luôn luôn có ba mặt chính. Chứng minh được là luôn luôn có ba mặt các bạn. Vuông góc với nhau.
từng đôi một. Trong đó có cái ứng suất chính là sigma 1 lớn hơn sigma 2 lớn hơn sigma 3, các bạn ghi đi rồi thầy giải thích. Rồi. Cái này để làm gì? Cái vấn đề là để làm gì thôi nhé các bạn. Chứ các bạn đừng có quan tâm đến là nó như thế nào nha. Nha. Quan trọng nhất là đưa cái khái niệm này để làm gì. Thầy nói lại này. Tại một điểm có vô số mặt cách đúng các bạn. Khi mặt cách thay đổi thì ứng suất thay đổi. Vậy thì khi ứng suất thay đổi thì sẽ có những cái mặt mà trên đó ứng suất pháp cực trị. Đúng không? Nhưng cái vấn đề là tại sao chúng ta lại đi tìm cái mặt đó để làm gì thôi. Còn cái chuyện về mặt toán học thì hiển nhiên thôi, một cái hàm khi nó thay đổi thì nó sẽ có những giá trị trên đó nó cực trị. Hiểu không? Hiểu không? Có hình dung không? Có nghe không? Có hiểu thầy đang nói gì không? Các bạn có đang nghe không? Ok chưa? Rồi bây giờ để làm gì này? Bây giờ thầy nói với các bạn này nha. Ví dụ như bây giờ thầy có một cái vật thể này này. Chỗ này nó nứt theo phương này này các bạn. Chỗ này nó nứt vậy này. Thì người ta mới hỏi tại sao nó này nứt vậy. Đấy. Nhưng mà khi ví dụ cái này mà bằng bê tông á, các bạn biết nó nứt vậy thì nó đập thép làm sao các bạn? Nó đập thép làm sao? Nếu nó biết được đường nứt của trong bê tông có thể xuất hiện theo phương đó thì nó đập thép làm sao các bạn? Bê tông không có khả năng chịu kéo cho nên nó nứt. Khi nó nứt như vậy thì người ta phải đập thép làm sao? Theo phương nào? Phương như thế nào so với vết nứt? Vuông góc không? Hiểu không? Vậy thì các bạn phải tìm được cái ứng suất chính đó, cái phương chính đó. Thì tại sao nó nứt như vậy? Bởi vì cái bê tông nó không có khả năng chịu kéo. Và người ta thấy cái phương này là phương số 1. Cái phương này là cái phương mà có cái ứng suất pháp cực trị mà là sigma 1. Có mấy cái mặt chính các bạn, có mấy cái mặt chính? Ở đây thầy nói có 3 mặt chính, nhưng cái mặt nào là mặt có sigma lớn nhất? Có 3 cái mặt chính nhưng mà mặt nào có sigma lớn nhất? Có 3 mặt nhưng mà mặt nào có sigma lớn nhất? Mặt 1 không? Và cái mặt mà nhỏ nhất là mặt 3 đó các bạn, bởi vì nó cực trị mà nó lại là nhỏ nhất cho nên nó là sigma min đó. Đấy, thì người ta tìm được cái phương của sigma 1 thì người ta biết được nó có khả năng nứt theo phương đó. Còn ở điểm này thì nó lại nứt bên này các bạn, người ta lại thấy rằng à phương này là phương số 1 đó. Này, các bạn có hiểu được không? Và nếu thầy tìm được như vậy thì để thầy đưa thép vô cho nó hiệu quả không? Còn nếu thầy mà nó nứt như vậy mà thầy không biết thầy đặt thép như vậy thì có được cái gì không các bạn? Hả? Thầy ngu, thầy không biết được cái phương nào là phương 1, thầy đặt thép như vậy thì vô nghĩa không? Đem nó xong đặt thép mà song song với vết nứt không? Các bạn có hiểu không? Có hiểu không? Hoặc là kể cả trong những cái vật liệu, trong những chi tiết máy vân vân các bạn, người ta có thể lường tướng được, biết được nó nứt theo phương nào bằng cách khảo sát cái sigma 1 này. Đây, là người ta có thể lường được. Đấy, thì cái này các bạn hiểu để làm gì chưa? Nó còn nhiều ý nghĩa khác nha các bạn, nó còn nhiều ý nghĩa khác. Nhưng mà các bạn cứ tính cho thầy. Rồi, bây giờ trong cái bài toán không gian thì tìm ba cái sigma này nó cũng có công thức. Nhưng mà thôi, để tối các bạn thì ghi luôn bài toán phẳng luôn, cho các bạn đỡ rối cái kết quả của bài toán phẳng. Bài toán phẳng trục x và trục y.
cái phương 1 á. Đấy, và cái phương 1 là phương này thì cái phương 3 nó lại là phương này các bạn, lúc nào nó vuông góc với nhau các bạn. Đã nói là ba cái mặt 1 2 3 nó vuông góc với nhau. Đây, và cái này là alpha 0 thì người ta tìm được nha. Hồi nãy có phải là trong bài toán phẳng mình đã có công thức tính sigma u sigma v chưa? Bây giờ nếu cái u này mà nó nằm ở alpha 0 thì nó chính là sigma 1 á, nó chính là phương 1 á. Thì cái tan 2 alpha 0 á thì nó bằng 2 lần tối y chia cho sigma x trừ sigma y các bạn. Đấy, còn cái sigma 1 á bây giờ nó bằng, nó gọi là sigma max á, chính là sigma 1 á, thì nó bằng sigma x cộng sigma y chia cho 2 cộng căn của sigma x trừ sigma y chia cho 2 tất cả bình phương cộng tối y tất cả bình phương các bạn. Còn sigma 3, sigma 2 bằng 0 bài toán phẳng nha. Sigma 3 bằng sigma min bằng sigma x cộng sigma y chia cho 2 trừ căn của sigma x trừ sigma y chia cho 2 tất cả bình phương cộng tối y tất cả bình phương. Vậy thì trong bài toán phẳng nó có sẵn công thức để tìm được cái góc chưa? Hiểu các bạn? Trong bài toán phẳng nó đã có sẵn công thức để mình tìm được cái sigma 1 á, cái phương 1 á nó tạo với trục x một góc alpha 0 á. Có sẵn công thức chưa? Nào. Đây là cái công thức, mấy cái công thức này để tìm được sigma 1, sigma 3 chưa? Còn bài toán phẳng thì một thằng bằng 0 nha các bạn. Thằng bằng 0 là nó nằm chính giữa đó. Thằng sigma 3 là thằng nhỏ nhất á. Thằng 1 là thằng lớn nhất. Rồi các bạn đừng nhức đầu nha, nói chung là nhiều khi thầy sợ các bạn nhức đầu. Tóm lại là bạn phải ứng sigma x, sigma y, tối y và tối y không? Và khi cái mặt thay đổi thì ứng suất thay đổi không? Và trên cái mặt mà tương ứng với cái góc alpha 0 đó thì tô bằng mấy các bạn? Trên cái mặt này thì tô bằng mấy? Trên cái mặt này chỉ có sigma mấy các bạn? Chỉ có sigma 1, còn cái tô bằng mấy các bạn? Hồi nãy nói rồi, mặt chính thì tô bằng mấy? Tô bằng 0 nha, trên mặt này chỉ có sigma thôi. Trên mặt đó là chỉ có sigma 1 thôi đó, các bạn có hiểu chưa? Tương tự cái mặt này này, là sigma 3 đó các bạn. Cái mặt đó là sigma 3 đó. Rồi, có sẵn công thức. Trong cái mục này, trong cái chương này, thầy nhắc đi nhắc lại, các bạn đừng sa vào công thức làm gì. Thầy không bắt các bạn học thuộc, thầy không bắt các bạn phải nhớ. Các bạn chỉ cần hiểu cho thầy tại sao thầy đưa ra cái khái niệm đó, khái niệm đó để làm gì, có ý nghĩa hay không. Rồi các bạn nắm cái đó cho thầy thôi. Thì đầu tiên thầy đã nói rồi, khi tại một điểm có vô số mặt cách thay đổi thì ứng suất thay đổi, thầy đưa công thức cho các bạn rồi. Nhưng các bạn nhớ là trong đó nó có L, M, N là những cái để mà xác định cái vị trí của cái trục, được chưa? Tương tự thầy áp dụng cho cái bài toán phẳng. Rồi, khi mặt cách thay đổi thì ứng suất thay đổi, nhưng sẽ có những mặt mà trên đó ứng suất pháp cực trị, thầy cũng cần cái khái niệm này luôn. Thì bây giờ thầy, các bạn phải tìm cho thầy cái mặt đó, rồi có công thức luôn, rồi các bạn không cần học thuộc, có trong vở được rồi. Hiểu không các bạn? Có hiểu không? Nhưng cái mặt này là như thế nào? Cái mặt này là ứng suất pháp cực trị, còn ứng suất tiếp bằng không. Có 3 mặt, nhớ chưa? Có 3 mặt. Đấy. Nhưng mà cái mặt mà để nít á, là sẽ cái mặt tương ứng với trục 1 đó các bạn. Thầy nói đi nói lại nãy giờ. Hiểu ý nghĩa chưa? Hiểu ý nghĩa phần này không? Nó còn một số ý nghĩa khác, nhưng mà thầy đưa ra để các bạn nắm đã. Được không các bạn?
được không? Chúng ta cứ bình tĩnh, chúng không có nhức đầu, không thi, không phải học thuộc. Tất cả những công thức này không phải học thuộc, chép bài đầy đủ để trong vở cho thầy. Khi nào thầy kêu lôi ra dùm thầy thì các bạn lôi, khi nào thầy kêu học thuộc cái gì thì các bạn học, còn cái này không phải học thuộc nha. Công thức thì nó hơi dài nhưng mà nó chẳng có gì đâu các bạn, hiểu cái ý nghĩa dùm thầy. Cái mục này nó quan trọng nha các bạn, mục này nó quan trọng nha, nói vậy cho nó lại rất quan trọng đó, đặc biệt trong cái ngành cơ khí của mình nó rất là quan trọng á. Này, quan trọng như thế nào thầy nói sau, tí nữa học chương sau nữa thầy nói. Quan trọng thôi nha, nhưng mà sau này các bạn biết rồi, những công thức này mình đâu có cần học, tất cả nó có công cụ để nó tính cho mình hết rồi. Ý nghĩa của nó thì quan trọng các bạn. Xong chưa? Xong chưa? Rồi chúng ta lại qua phần 4 La Mã, ứng xuất tiếp cực trị. Lại thêm một cái này nữa, cái này nó cũng có ý nghĩa cho chương sau, tí nữa mình học chương sau luôn, ứng xuất tiếp cực trị. Cũng vậy luôn, khi mặt cách thay đổi, thì ứng xuất thay đổi. Sẽ có những mặt những cực trị các bạn của cái hàm á nhé, thì trong những cái cực trị đó nó sẽ có một giá trị nhé. Chúng ta đã học khảo sát hàm rồi nha các bạn. Rồi, thì bây giờ người ta cũng chứng minh được có nhiều mặt cực trị các bạn nha. Các cái mặt này đây thì nó cũng được xác định rồi như sau. Các bạn ghi cái kết quả thôi, tô 13 bằng tô 12. Ký hiệu thôi. Sigma 1 trừ sigma 2 chia cho 2 cộng trừ, có hai mặt, một cái cộng một cái mặt trừ. Mặt nào các bạn cũng đừng có quan tâm, biết là nó có vậy thôi. 23 bằng sigma 2 trừ sigma 3 chia cho 2. Tô 13 bằng sigma 1 trừ sigma 3 chia cho 2. Rồi. Trong những cái này thì cái lớn nhất đó các bạn, cái lớn nhất và cái nhỏ nhất á, cái nhỏ nhất của tô nó không quan trọng đâu nha. Tô thì cái chiều không quan trọng nhưng ứng xuất pháp quan trọng. Cái chiều bởi vì ứng xuất pháp là kéo hoặc ném, còn tô cắt từ trên xuống hay cắt từ dưới lên là nó như nhau các bạn. Cho nên cái tô nó không có quan trọng cái mắt min đâu. Có phải là cái sigma 1 là lớn nhất không? Còn sigma 3 là nhỏ nhất không? Thì lấy cái thằng lớn nhất trừ cái thằng nhỏ nhất, nó sẽ ra được giá trị lớn nhất không? Cái phần này các bạn cũng đừng nhức đầu luôn. Tóm lại là khi mặt thay đổi thì ứng xuất thay đổi. Nó sẽ có những cái mặt mà ứng xuất tiếp cực trị. Đó là mấy mặt đó đó. Cái giá trị trên những mặt đó là như vậy đó. Và để làm gì thì các bạn chương sau thầy sẽ nói. Vậy đó. Ghi thôi, cái này
Cái này mà chứng minh bằng toán thì dễ thôi, nhưng mà nó cũng vậy luôn. Đau đầu các bạn, không đáng, không xa vào toán, thầy cần cái bản chất vật lý thôi. Rồi xong, xong chương này. Rồi chương này đừng có học gì hết. Đừng có phải nhức đầu, cũng đừng có không cần học thuộc mấy công thức này. Biết cái công thức này trong vở là được rồi nha. Thật là nhẹ nhàng để cái trong đầu mình á. Rồi bây giờ thầy nói lại này, tổng kết lại cái chương này này. Giống như nãy giờ thầy nhắc đi nhắc lại rồi. Khi tại một điểm trên vật thể, khi mặt cách thay đổi thì ứng suất thấy thay đổi. Đúng chưa? Rồi mặt cách thì nó được thể hiện qua cái trục của cái mặt đó. Ví dụ như cái trục x phẩy thì được thể hiện qua L1, M1, N1 không? Đó chính là cái cốt của cái pháp vector của cái trục, của cái vector của trục đó và từng trục x, y, z, được chưa? Thì dựa vào cái ứng suất đã biết trong hệ trục x, y, z, chúng ta sẽ tìm được ứng suất trong hệ trục x phẩy, y phẩy, z phẩy, và chúng ta đã có công thức. Ok chưa? Có công thức chưa? Có công thức chưa các bạn? Có nghe không? Rồi. Đối với bài toán phẳng thì nó chỉ còn lại mấy ứng suất thôi. Sigma x, sigma y và tối y thôi không? Và tối y ít không? Có rõ không này? Thực ra là 3 cũng được các bạn. Bởi vì thực ra là tối y và tối y nó như thế nào với nhau? Các bạn nói 4 cũng đúng mà nói 3 cũng được. Tại vì tối y và tối y thì nó như thế nào với nhau các bạn? Nó bằng nhau. Có hiểu không? Có rõ chưa? Các bạn nói 3 cũng được mà 4 cũng được. Có rõ chưa? Nó bằng nhau. Thì cái công thức chúng ta được xác định thông qua cái góc alpha không? Có phải không? Chúng ta đã có công thức tính sigma 1, sigma 3 chính là sigma max và sigma min không? Có phải không? Nha, chúng ta đã có cái công thức. Rồi. Đấy, thì các bạn lưu ý cái phần này. Cái công thức là nó dài. Chứng minh toán học thì nó cũng chẳng ra chiếu lên các trục thôi các bạn, cái nó chẳng có gì đâu nha. Nhưng mà khi mà các bạn học thì nó rối đầu mà không đáng, thì các bạn cứ nhớ như vậy cho thầy nha. Chúng ta có nhiều thời gian thì chúng ta chứng minh, ít thời gian thì chúng ta bỏ qua, nhưng mà có chứng minh thì các bạn cũng chẳng để làm gì nha. Đằng nào cũng quên mấy cái chứng minh đó thôi, thì các bạn cứ biết công thức đó nha. Này, chúng ta không đau đầu về nó. Rồi, đó là ý thứ nhất. Tại sao làm cái này? Cái này nó quan trọng nha. Nói vậy thôi cho nó có nhiều ý nghĩa nha. Tại sao? Thì rõ ràng tại sao chúng ta phải đi tìm ứng suất trên những mặt khác các bạn? Tại sao phải tìm ứng suất trên những mặt khác? Đơn giản thầy nói rồi, sẽ có cái mặt mà trên đó có thể nó bị nứt theo phương của cái mặt đó không? Mặt đó chính là trục 1 đó. Tại sao bê tông nó lại nứt theo phương đó? Bởi vì cái phương đó nó chịu kéo lớn nhất, chính là cái phương của sigma 1 các bạn. Và nếu thầy biết được phương đó thì thầy đưa thép vô không? Để thầy chống cho nó nứt không? Hiểu không các bạn? Hiểu không? Hiểu chưa? Lúc đầu chúng ta đâu đã biết nó nứt theo phương nào. Lúc đầu mình đâu có biết nứt theo phương nào. Mình cứ đưa cái trục x, y, z mình giải đã đi. Sau đó mình sẽ khảo sát. Mình cho cái mặt thay đổi. Mình coi cái mặt nào là lớn nhất. À, vậy là mặt đó, vậy thì các bạn đưa thép vô mặt, vô cái phương đó để các bạn đặt thép là nó hiệu quả nhất. Đây là thầy đang nói bê tông cho các bạn dễ hình dung, chứ còn những cái vật liệu khác cũng vậy thôi các bạn. Đều phải tìm cái phương đó hết các bạn. Phương đó là cái phương có khả năng nứt của vật liệu nhiều nhất. Nứt chính là phá hoại đó, các bạn hình dung không? Có rõ không này? Cho nên trong cái bài toán của các bạn, đấy, cái điều đó cực kỳ quan trọng nha các bạn. Có rõ chưa? Đây. Thành ra là cứ không phải đưa cái trục x, y, z rồi giải xong rồi quăng cái con số sigma đó là xong. Các bạn phải khảo sát, coi cái ứng suất trên những phương còn lại nó như thế nào. Và cái phương nguy hiểm là phương nào. Đó là lý do mà thầy đưa ra cái khái niệm là ứng suất chính. Tức là cái mặt mà có cái sigma kéo lớn nhất. Đấy là sigma 1. Tương tự là những cái mặt khác nó có ứng suất pháp cực trị. Mặt 2, mặt 3. Những mặt này thì nó vuông góc với nhau các bạn. Nha, đó là cái đặc điểm của nó. Rồi chưa?
Này. Và trong chương này chắc thầy cũng đã giới thiệu các bạn các cái công thức đó rồi. Các bạn cũng vậy, đừng nhức đầu về công thức nha. Tương tự nó cũng có những cái mặt mà trên đó ứng suất tiếp cực trị. Thì cái giá trị của cái ứng suất tiếp đó là thầy đã giới thiệu cho các bạn tô 1,2, tô 2,3, tô 1,3. Tức là tương ứng với mấy mặt các bạn? Với cái đó thì tương ứng với mấy mặt mà có tô cực trị? 6 mặt không? Một mặt là cộng thì mặt kia là trừ. Hiểu không này? Có đó này, 6 mặt. Rồi 6 mặt nào khỏi vẽ ra đi, trong sách nó có nhưng mà thôi các bạn cũng quan tâm mặt nào làm gì cho nhức đầu. Vậy thôi. Nha. Và cái mặt lớn nhất là sigma 1 trừ sigma 3 chia 2 các bạn. Tại vì có phải là cái sigma 1 là lớn nhất, sigma 3 nhỏ nhất không? Lấy cái lớn nhất trừ cái nhỏ nhất chia 2 có phải là lớn nhất trong mấy cái đó không? Phải không? Rồi, ok, vậy đó các bạn. Này, nha. Cái phần này các bạn không cần học thuộc. Các bạn hiểu cho thầy ý nghĩa tại sao thầy đưa ra. Vậy thôi. Nha, không cần học thuộc. Này. Bài tập mà để vận dụng mà làm nó thì nhiều lắm các bạn. Nhưng mà nó cũng chẳng cần. Nói chung nó là những công thức toán thôi. Chúng ta giải toán thì cũng chẳng để làm gì. Cho nên các bạn cũng chẳng cần. Nha các bạn. Giải để có được cái ý nghĩa vật lý. Chứ còn cái này thì đi giải toán thôi. Đi tìm ứng suất trên mặt này, mặt nọ vân vân. Nha, chúng ta không cần. Nói chung có công thức. Ráp nó vô là ra cái kết quả mong muốn. Vậy thôi. Rồi, chương này trong sách nó rất là dài nhưng mà chúng ta tóm gọn lại như vậy đó các bạn, mấy cái ý chính như vậy. Được chưa? Rồi chúng ta qua cái chương số 4 nha. À chương số 5. Tiếp tục chúng ta qua cái chương số 5. Đây, chương này, chương số 5. Lý thuyết bền. Lý thuyết bền. Rồi. Thì cái chương này cực kỳ quan trọng nha. Chương này nó nằm trong cái chuỗi để mà chúng ta giải quyết một cái bài toán, một cái vật thể chịu tác dụng của ngoại lực có bị phá hoại không. Nó rất là quan trọng nha. Này. Bây giờ khi mà chúng ta thí nghiệm cái thanh kéo nén đúng tâm á, thì có phải là chúng ta tính sigma không? Bằng B chia cho A không? Và chúng ta kiểm tra bền là cái sigma này phải bé hơn sigma cho phép, phải không các bạn? Có phải không? Sigma Z phải bằng B chia A, phải bé hơn sigma cho phép không? Thí nghiệm này đơn giản không? Thí nghiệm này đơn giản không? Thank you.
căn đó thì căn đó là hai tầng, căn đó quan trọng, căn đó đẹp mà. Đúng không? Rồi dạy đi, thầy đang dạy các nha. Rồi rồi, các bạn nãy giờ thầy vẫn rồi. Bây giờ thầy hỏi các bạn này. Nhưng mà bây giờ cái bài toán thực tế một thì nó có nhiều ứng suất hay là chỉ có một ứng suất xếp bài Z thôi các bạn? Một cái bài toán tổng quát có mấy ứng suất lận? Tại một điểm có mấy ứng suất lận? Bài toán tổng quát tại một điểm có đến mấy ứng suất các bạn? Có đến 6 cái ứng suất không? Sigma x, sigma y, sigma z, tôi z x không? Có phải không? Phải không các bạn? Vậy thì người ta kiểm tra bền kiểu gì? Phải làm một cái thí nghiệm cho bài toán đó à? Đây, bây giờ thầy hỏi các bạn này. Có một cái cây, một người nhổ tác dụng một cái lực 100 kN là nhổ được cái cây đó. Được chưa? Có một cái cây, bây giờ thầy cho một thằng nhổ tác dụng 100 kN là nhổ lên. Bây giờ 6 thằng nhào vô nhổ thì sao các bạn? Khi nào thì nhổ được cây đó? 6 thằng nhào vô nhổ thì khi nào thì nhổ được cái cây đó? 6 thằng cùng nhổ. Tác dụng lực bao nhiêu thì nhổ được cái cây đó? Mấy người khác suy nghĩ. Có một cái cây, thầy cho một thằng nhổ tác dụng một cái lực là 100 kN thì nhổ được cái cây đó. Bây giờ 6 thằng cùng nhào vô, ôm cái cây đó nhổ lên. Trăm chia 6 hết hả? Đúng không? Bây giờ thằng lớn hơn, suy nghĩ coi. Có cần phải chia 6 không các bạn? Đâu cần. Từng thằng bao nhiêu không biết, miễn thằng 6 thằng đó cộng lại bằng trăm là nhổ à. Phải không?
Có cần phải chia 6 không? Có cần phải đều nhau không? Có cần phải đều nhau không các bạn? Có cần đều nhau không? Như vậy thì thầy có thể lấy một thằng thầy làm thí nghiệm rồi thầy áp dụng cho cả 6 thằng có được không? Thầy áp dụng cho 10 thằng nhỏ cũng được, 100 thằng nhỏ cũng được không? Thầy chỉ cần một thằng nhỏ, thầy thấy là 100 kN là nhỏ được. Vậy thì một bao nhiêu thằng không quan trọng, miễn sao tổng của mấy thằng đó cộng lại 100 là gốc cây đó nhổ lên. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Cái đó đúng hay sai? Từng thằng bao nhiêu thầy không biết, miễn sao mà cộng lại bao nhiêu thằng thầy cũng không quan trọng luôn, miễn sao mấy thằng đó cộng lại bằng 100 là nhổ được à? Cái đó đúng hay sai? Đúng. Vậy thì thầy có thể làm một cái thí nghiệm đơn giản rồi thầy áp dụng cho bài toán phức tạp bất kỳ được không? Thầy làm thí nghiệm đơn giản là thầy lấy một thằng nhỏ, chứ có cần phải lấy 3 thằng nhỏ hay là 10 thằng nhỏ không? Không cần đâu, mà thầy chỉ cần làm một cái thí nghiệm rồi thầy áp dụng cho những trường hợp khác không? Hiểu không? Được không? Được ha. Ok, bây giờ lại nghe một cái khác này, nghe này. Lắng nghe nhé. Bây giờ thầy đấm một thằng. Thầy mà đấm vô đầu nó, cái lực đó là 50 kN là nó chết. 49 thì không chết. Đấm 50, một thằng đấm vô một phát 50 kN là thằng đó chết. Ok chưa? Được không? Bây giờ nếu hai thằng mỗi thằng đấm 25 thì có chết không? Chết không? Suy nghĩ coi. Nó có chịu được hai cú 25 không các bạn? 49 là không chết nha. Nó chịu một cú 49 là không chết. Vậy thì nó có chịu được hai cú 25 không? Được không? Hoặc là một cú 20 với lại một cú là 30 không? Vậy thì cái quy luật mà tổng nó có đúng nữa không các bạn? Vậy thì cái tổng nó có đúng nữa không? À, vậy thì cái tổng có đúng nữa hay không? Có hiểu không các bạn? Vậy không phải lúc nào cái tổng cũng là đúng không? Phải không? Phải không? Vậy thì bây giờ thế này nè các bạn. Thầy muốn lấy cái thí nghiệm kéo nén đúng tâm, một ứng suất, nhưng thầy kiểm tra cho một bài toán bất kỳ các bạn. Có mấy ứng suất? Bài toán bất kỳ có mấy ứng suất? Tại một điểm có mấy ứng suất lận? Bài toán bất kỳ có mấy ứng suất? Nói nãy giờ rồi. Thầy muốn lấy cái bài toán đơn giản kéo nén đúng tâm mà thầy áp dụng cho một cái bài toán bất kỳ tại một điểm có đến 6 ứng suất. Vậy thì cái hàm tổng có khả năng đúng không các bạn? Tổng 6 thằng đó cộng lại bằng sigma cho phép. Nghe có lý không? Một thằng là sigma Z thì đạt đến sigma cho phép là tiêu. Vậy thì 6 thằng cộng lại đạt đến sigma cho phép là phá hoại. Nghe có lý không? Nghe được không? Nghe thấy được không? Nghe thấy được không? Cũng được hả? Thằng thì nó cũng được, thằng này không. Thực ra không được đâu các bạn. Cái nó không đúng, giống như đấm vậy đó. Nha. 6 thằng đấm mà nhẹ nhẹ thì không sao. Một thằng thôi, dùng một thằng đấm cho mạnh là coi chừng chết á. Vậy thì ý nghĩa của họ, của cái phần này là thầy đưa ra một cái hàm chứa sigma x, sigma y, sigma z, tô x y, tô y z và tô z x để thầy so sánh với lại một cái bài toán đơn giản kéo nén đúng tâm. Như vậy thì khi thầy thí nghiệm thì thầy thí nghiệm đơn giản, nhưng thầy áp dụng được cho một cái bài toán tổng quát. Và khi các bạn đi mua một cái vật liệu thì người ta chỉ cần cho các bạn sigma cho phép là các bạn có thể áp dụng vật liệu đó cho mọi bài toán để đánh giá phá hoại. Hiểu không? Hiểu không? Vậy thì cái hàm F đó là hàm thế nào? Bài toán đầu tiên là cái hàm tổng, còn bài toán thứ hai có còn là tổng không? Bài toán hàm tổng, bài toán đầu tiên dùng hàm tổng đúng hay sai? Bài toán thầy đầu tiên thầy nói với các bạn thì có hàm tổng là đúng phải không? Nhưng bài toán thứ hai hàm tổng có đúng không? Bài toán thứ hai hàm tổng có đúng không? Không. Vậy thì cái bài toán ứng suất thì cái hàm gì? Ok, phần này thầy sẽ đưa cái hàm đó.
Như vậy mục đích của cái phần này thầy nói với các bạn để làm gì? Để dùng cái phần này mới đánh giá phá hoại của một cái bài toán tổng quát được không? Phải không các bạn? Phải có cái thuyết cái công thức kiểm tra này thì mới có kiểm tra được cho một bài toán tổng quát không? Chứ chẳng lẽ bài toán tổng quát nào cũng phải đi làm thí nghiệm đâu có được. Hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không các bạn? Được chưa? Này. Nhưng mà nó có cái thuyết thì nó đúng không? Thuyết chính xác không các bạn? Đã dùng từ thuyết thì có chính xác không? Đã dùng từ thuyết thì có chính xác không? Thuyết thì không thể chính xác được. Không chính xác có nghĩa là không chứng minh được các bạn. Chứng minh thì có suy luận nhưng mà chứng minh một cách coi như là chính xác là không được đâu. Nếu chứng minh được thì nó đã gọi là cái gì rồi các bạn? Chứng minh được thì nó gọi là gì rồi? Định lý định luật rồi các bạn hiểu không? À, nhưng mà cái này cho nên nó mới có nhiều thuyết các bạn. À, nó mới có nhiều thuyết. Nha. Rồi. Hai La Mã. Dạ, nãy giờ quên ghi lại. Nha. Thì cái thuyết thứ nhất á, các thuyết bền. Thuyết cho nên thầy không cần chứng minh các bạn. Và cái nào, nhưng mà để xác định được cái nào dùng được thì người ta phải dùng, người ta dùng cho thực tế, người ta thấy ổn. Nhưng mà chứng minh thì không có chứng minh được một cách chính xác nha. Chứng minh thì có suy luận để chứng minh chứ không phải là tự đưa ra đâu các bạn. Tất cả đều có bám một cái cơ sở nào đó để đưa ra nha. Nhưng nó không phải là chính xác 100%, không đúng. Cho nên nó mới gọi là thuyết. Rồi các thuyết bền thì lần lượt thầy sẽ giới thiệu các bạn 5 thuyết. Cái nào mà dùng nhiều thì thầy lưu ý các bạn vậy thôi. Và cái này nó quan trọng nha. Cái thuyết bền thứ nhất là thuyết bền ứng xuất phát lớn nhất. Thuyết bền ứng xuất phát lớn nhất. Thì cái thuyết bền này nó phát biểu như sau, tức là ứng suất pháp lớn nhất thì có phải là khi mặt cách thay đổi thì ứng suất thay đổi và cái ứng suất lớn nhất là sigma 1 không các bạn? Tại cái điểm đó thì khi mặt thay đổi thì ứng suất thay đổi nhưng mà cái ứng suất pháp lớn nhất là sigma 1 không? Hồi nãy nói chưa? Thì cái sigma 1 này mà bé hơn sigma cho phép phi kéo. Còn cái sigma 3 là cái nhỏ nhất, nó bé hơn, lấy tỷ tuyệt đối bé hơn sigma cho phép phi nén là ok nha. Thì cái thằng này thì nó chỉ phù hợp với thanh kéo ném đúng tâm thôi chứ người ta cũng ít dùng. Rồi các bạn ít dùng, lúc đầu thì đưa ra nghe có vẻ có lý nhưng mà sau này không dùng, ít dùng không đúng. Rồi các bạn cái nào mà thầy nói ít dùng thì các bạn quên nó đi cũng được. Cái thuyết bền này nó phát biểu thì nghe cũng có lý đó các bạn. Tại một điểm thì khi ứng suất thay đổi, khi mặt cách thay đổi thì ứng suất thay đổi và cái sigma max là sigma 1 á, là sigma min là sigma 3. Cái sigma 1 là cái ứng suất trên cái mặt mà có sigma 1 lớn nhất á nha. Rồi. Cái thuyết bền thứ hai là thuyết bền này, biến dạng dài tương đối lớn nhất. Theo thời gian người ta lần lượt đưa ra mấy cái thuyết bền này này.
Tức là cái phương cái phương nào mà có biến dạng dài lớn nhất, người ta tính cái biến dạng dài lớn nhất theo phương đó. Rồi đối với bài toán kéo nén đúng tâm cũng vậy. Đấy, thì cái biến dạng dài tương đối lớn nhất nó sẽ cả hai bài toán đó nó đều đạt cùng một lúc với nhau, và từ đó người ta đưa ra cái công thức để kiểm tra. Đấy, thì cái công thức này là sigma 1 trừ đi nui sigma 2 cộng sigma 3 bé hơn hoặc bằng sigma cho phép khi kéo. Thì cái thước bờ này cũng ít dùng luôn rồi các bạn cũng ấy. Các bạn có công nhận đây là một cái hàm không? Sigma 1 trừ nui của sigma 2 cộng sigma 3 là một cái hàm F không? Bởi vì sigma 1 là một cái hàm của sigma x sigma y không? Để tính sigma 1 thì hồi nãy mình đã có công thức tính sigma 1 chưa? Bằng sigma x cộng sigma y chia cho 2 cộng căn của sigma x trừ sigma y chia cho 2 tất cả bình phương cộng tối x y tất cả bình phương không? Tương tự sigma 2 sigma 3 không? Như vậy thì sigma 1 sigma 2 sigma 3 là hàm của sigma x sigma y sigma z phải không các bạn? Có phải không? Cho nên cái công thức này là một cái hàm của sigma x sigma y sigma z các bạn nha. Nhưng mà cũng ít dùng các bạn. Rồi, cái tiếp bình thứ ba, người ta thấy kiểm nghiệm người ta thấy hợp lý nè các bạn. Kiểm nghiệm ra người ta thấy là hợp lý này, đó là ha, đó là tiếp bình ứng suất tiếp cực đại. Nghe nè nha, mấy cái thuyết bên này các bạn cũng không học thuộc, không cần phải thuộc nha các bạn. Khi nào áp dụng cho những bài toán cụ thể thầy sẽ đưa ra và lúc đó các bạn thuộc. Còn bây giờ các bạn cũng không cần thuộc nha. Nhưng các bạn phải hiểu ý nghĩa của thuyết bên để làm gì. Cái thuyết bên rất là quan trọng trong cái quá trình kiểm tra của chúng ta, cực kỳ quan trọng nha. Thì cái thuyết bên này nó dùng nhiều cho vật liệu dẻo nha các bạn. Người ta kiểm tra, người ta thấy thí nghiệm, người ta thấy hợp lý. Vật liệu dẻo, dùng cho vật liệu dẻo. Thì cái ứng suất thuyết bình ứng suất tiếp cực đại, cái ứng suất lớn nhất có phải là lấy sigma 1 trừ sigma 3 chia cho 2 không các bạn? Đối với một bài toán tổng quát thì hồi nãy mình đã nói rồi, tô mắc chính là sigma 1 trừ sigma 3 chia 2 không? Sigma 1 là sigma mắc á, mấy cái sigma 1, 2, 3 là được tính từ sigma x, sigma y, sigma z nha các bạn. Rồi chưa? Còn khi mà kéo nén đúng tâm á, mà nó bị phá hoại á, thì sigma 1, bài toán kéo nén đúng tâm thì chỉ có một ứng suất thôi, cho nên ứng suất này chính là sigma 1 luôn đó các bạn. Còn sigma 3 bằng mấy các bạn? Kéo nén đúng tâm thì sigma 3 bằng mấy? Có sigma 3 không? Nó chỉ một phương có thôi, thì sigma z chính là sigma 1 luôn đó, còn sigma 3 là không. Vậy thì cái công thức của các bạn kiểm tra là sigma 1 trừ sigma 3 bé hơn hoặc bằng sigma cho phép. Thôi các bạn nhớ cái công thức này à, không cần nhớ đâu, mất công bắt ông nhớ ông lại ấy nữa, ông lại mệt nữa. Nói chung là làm sao cho cái đầu của các bạn nó cố gắng đơn giản đi để các bạn tiếp thu những cái kiến thức quan trọng. Ok, rồi cái này áp dụng như thế nào bữa trước, bữa sau đến cái bài toán cụ thể thầy sẽ đưa ra nha các bạn. Cái này dùng nhiều nha. Cái này chính là, có phải cái này chính là một cái hàm không của sigma x, sigma y, sigma z đây rồi chưa? Đây chính là cái hàm này luôn rồi chưa? Có phải không các bạn? Bởi vì muốn tìm được sigma 1 thì phải tìm sigma x, sigma y, sigma z trước không? Sau đó tìm sigma 1 không? Tương tự cho sigma 3 không? Sau đó thế vô cái hàm này không? Hiểu hay không? Có hiểu không á? Mấy người khác hiểu không? Các bạn đừng có đau đầu cái cách áp dụng nha. Áp dụng thì bữa nào đến bài toán cụ thể thầy lôi nó ra. Còn bây giờ các bạn cứ hiểu cho thầy cái ý nghĩa để làm gì đã. Rồi, thuyết bình này dùng nhiều nha các bạn. Thuyết bình thứ tư,
này, thuyết bên này cũng dùng nhiều cho vật liệu dẻo này, hai thuyết ba bốn đều dùng nhiều cho vật liệu dẻo được hết đó. Thuyết nào cũng được, ông nào cũng 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 cho mình là đúng hết. Thuyết bền, thế năng. Còn sau này mình dùng cái thuyết bền nào là tiêu chuẩn của nước nó đưa ra nhé, khi các bạn thiết kế thì nó sẽ có tiêu chuẩn của từng nước nha. Này, nó sẽ hướng dẫn các bạn dùng thuyết nào. Rồi thôi, cái thuyết bền này các bạn chỉ ghi cho thầy cái công thức luôn, cái hàm như sau: sigma 1 bình phương cộng sigma 2 bình phương cộng sigma 3 bình phương trừ sigma 1, sigma 2 trừ sigma 2, sigma 3 trừ sigma 3, sigma 1 bé hơn hoặc bằng sigma cho phép. Cái này dùng cho vật liệu dẻo luôn. Rồi các bạn ghi ra, còn bữa nào áp dụng thầy nói sau. Rồi cái thuyết bền thứ năm là thuyết bền mo, cái này dùng cho vật liệu giòn này các bạn, dùng cho vật liệu giòn. Nha. Sigma 1 trừ alpha, sigma 3 bé hơn hoặc bằng sigma kéo, trong đó alpha bằng sigma cho phép khi kéo chia sigma cho phép khi nén. Rồi. Vật liệu giòn thì phải tách ra sigma cho phép khi kéo và sigma cho phép khi nén riêng ra không các bạn? Có phải không? Có phải không? Đấy, thì cái thuyết này các bạn nhớ nó dạy đi, rồi bữa nào đến cái bài toán cụ thể thầy sẽ lôi nó ra dùng, và lúc đó thầy sẽ kêu các bạn thuộc cái công thức đơn giản hơn nha. Còn cái công thức này đang tổng quát thì các bạn cứ để đó đã. Rồi, các bạn hiểu được ý nghĩa của cái thuyết bền là gì. Bây giờ thầy nói với các bạn này, sau khi học thuyết bền rồi thì các bạn sẽ hình dung ra được một cái cách, để hình dung ra được cái cách giải quyết cho một bài toán rồi đó các bạn nha. Để mà thầy đánh giá được một cái bài toán hay là một cái vật thể chịu tác dụng của ngoại lực nó có bị phá hoại hay không, đầu tiên thầy phải quan tâm đến cái vật liệu đã. Thì cái vật liệu đó thầy tìm thông qua cái thí nghiệm đơn giản không? Phải không? Bằng mấy cái thí nghiệm kéo nén không? Và sau đó khi người ta bán hàng, người ta sẽ kèm theo mấy cái thông số đó hết các bạn. Các bạn ra mua thép thì người ta sẽ trả lời cho các bạn là cái giới hạn chạy của cái thép đó bao nhiêu. Hiểu không? Hiểu không các bạn? Thông qua cái thí nghiệm đơn giản. Và về nếu mình không tin, mình cũng làm cái thí nghiệm đơn giản như vậy. Nhưng mà cái thép đó thầy lấy, thầy chế tạo cả cái máy bay, cả cái ô tô, cả một cái con tàu, cho một cái bài toán tổng quát như vậy đó. Và thầy dùng những cái kết quả thí nghiệm đơn giản để thầy đánh giá cái phá hoại của cả một cái bài toán tổng quát. Vậy thì thầy phải thông qua cái thuyết bền này. Thầy muốn nghiên cứu một cái bài toán, một cái vật thể chịu tác dụng của ngoại lực nó có bị phá hoại không, thì đầu tiên thầy phải có cái thông số của vật liệu đã. Sau đó thầy mới đi giải cái bài toán đó, thầy đi tìm ứng suất, phải không các bạn? Thầy giải bài toán đó, thầy tìm ứng suất đúng không? Tìm ứng suất không? Sau đó làm sao mà biết được nó phá hoại?
các bạn, thầy mới thế các cái ứng suất đó vô cái gì các bạn, thế ứng suất vô cái gì, thế ứng suất vô các cái thuyết thuyết bền. Thực ra các thuyết bền này sau này cái tiêu chuẩn thiết kế nó có đưa vào hết các bạn nha, có hiểu không, có rõ chưa, trong các cái tiêu chuẩn tính toán nó có đưa vô hết để các bạn đánh giá có phá hoại hay không. Nhưng mà sau này thì các bạn có phần mềm nó tính hết các bạn, nguyên cả một cái tàu hay là nguyên cả một cái máy bay hay là cái ô tô tung, muốn biết cái ô tô đó có bền hay không, cho cái ô tô tung cái rầm vô cái tường, cái phần mềm nó tính được hết, tính ứng suất nguyên cả cái ô tô đó từng cái vị trí bao nhiêu hết. Sau này các cái phần mềm nó rất là mạnh các bạn. Nhưng mà có ứng suất rồi thì làm sao kiểm tra phá hoại. Đây các bạn dùng cái thuyết bền các bạn. Như vậy cái thuyết bền là cái công cụ để cho chúng ta đánh giá cái phá hoại của một bài toán tổng quát thông qua những cái thí nghiệm đơn giản mà chúng ta có được các cái đặc trưng của vật liệu thông qua các cái thí nghiệm đơn giản. Nhưng những cái thí nghiệm đó lại áp dụng cho những bài toán tổng quát phức tạp. Vậy thì các bạn phải có những cái thuyết bền này. Hiểu ý nghĩa thuyết bền chưa? Đến đây thì các bạn đã hình dung ra một cái quá trình giải quyết bài toán một cách tổng quát chưa? Và đã hiểu được tại sao phải đi học thí nghiệm chưa? Hiểu không các bạn? Được không? Bài toán kéo nén thì công thức kiểm tra dễ không? Bài toán kéo nén thì công thức kiểm tra dễ không? Kéo nén thì dễ quá rồi đúng không? Bởi vì bản thân nó mà. Nhưng thầy phải dạy cái này trước khi thầy dạy những cái bài toán phức tạp hơn sau này. Để khi có những cái bài toán phức tạp sau này là các bạn áp dụng nó vô để các bạn kiểm tra bền. Nói dễ hiểu không? Hiểu không? Trước khi thầy dạy mấy cái bài toán phức tạp như bài toán uốn, những cái bài toán khác, thầy phải dạy cái này đã. Để có cái thuyết bền rồi thì hôm sau thầy dạy những bài toán phức tạp, thầy sẽ cho các bạn đưa cái ứng suất thế vô cái thuyết bền này để kiểm tra bền. Đấy. Như vậy bây giờ chúng ta đã định hình được một cái quá trình đầy đủ rồi đó các bạn. Các bạn đã hiểu được làm sao có cái vật liệu ở đâu ra. Các cái thông số vật liệu thì các bạn sẽ lấy từ cái bài toán thí nghiệm đơn giản, của những cái bài toán đơn giản kéo nén. Kéo nén là đơn giản nhất bởi vì nó chỉ có một ứng suất thôi các bạn. Đây. Rồi như vậy thì chúng ta đã hình dung ra được một cái con đường để giải quyết cho một cái bài toán tổng quát. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi những cái phần này các bạn hiểu được là tại sao thầy đưa ra cái này. Đưa ra cái này để làm gì? Cái đó mới quan trọng. Còn công thức thì các bạn biết bây giờ có công thức rồi. Các bạn cứ để đó cho thầy. Khi nào dùng nó thầy sẽ lôi ra thầy giải thích cho các bạn chi li hơn về cái công thức. Được chưa? Được không? Như vậy chiều hôm nay thì có vẻ như công thức nó nhiều, nhưng mà các bạn đừng có nhức đầu nha. Chúng ta không phải thuộc công thức. Cái mà thầy cần tụi em là phải hiểu được ý nghĩa của nó. Được không? Hiểu được ý nghĩa chưa? Tại sao thầy lại đưa những khái niệm này ra? Khái niệm này để làm gì? Mấy cái ý nghĩa đó có phải thuộc không? Mấy cái ý nghĩa thì có phải thuộc không? Thuộc không các bạn? Thuộc gì? Phải hiểu được và nhớ trong đầu chứ. Hiểu không? Có gì đâu mà thuộc. Phải hiểu được, phải nhớ được trong đầu. Thuyết bền để làm gì? Tại sao phải có thuyết bền? Nha. Mấy cái sigma 1, sigma 2, sigma 3 là cái gì? Chứ không cần nhớ công thức. Khi mặt cách thay đổi thì ứng suất thay đổi. Cái sigma 1 là cái ứng suất lớn nhất trong những cái ứng suất pháp. Còn sigma 3 là cái ứng suất pháp nhỏ nhất trong những cái ứng suất pháp trên tất cả các mặt. Được chưa? Được không? Sigma 1 có phải là ứng suất pháp lớn nhất không? Trong tất cả các mặt không? Còn sigma 3 là ứng suất pháp nhỏ nhất trong tất cả các mặt không? Phải không các bạn? Các bạn phải hiểu được cái đó chứ. Nhớ cái sigma 1, nhớ cái tên nha. Sigma 1, sigma 2, sigma 3 là ba cái ứng suất pháp cực trị đó.
Còn tính nó như thế nào thì nó có công thức, các bạn đừng có quan tâm nha, các bạn không cần phải thuộc. Rồi ok, thôi chúng ta nghỉ nha. Nghỉ ha. Được. Nắm được nha, nắm được nha. Về nhà cũng không nhức đầu. Mấy cái phần này các bạn không cần phải nhức đầu nha.